ta sẽ nói về những cái điểm kỵ trong phòng ngủ của chúng ta. À, sau đó thì chúng ta sẽ hướng dẫn đến cách hóa giải các bạn ha. Nên là trong quá trình mà chúng ta đang ở trong cái buổi la như thế này á, thì các bạn thông cảm đợi cho một số các chị em khác, anh chị em khác cùng vô. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi live ngày hôm nay. Thì hôm nay thì trang sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn cái việc mà các bạn hóa giải như thế nào cho cái phòng ngủ của các bạn cũng như là cái việc mà các bạn biết vì sao cái phòng ngủ của mình nó bị kỵ, vì sao cái phòng ngủ của mình nó bị uh, những cái điểm mà nó sẽ làm cho cái công việc của mình nó bị giảm sút, làm cho cái công việc của mình nó không có được may mắn hoặc là cái gia đạo trong cái công việc của mình cũng như là hạnh phúc gia đình của mình không được cái may mắn thì ở những cái yếu tố trong phong thủy cho phòng ngủ nó mang yếu tố rất là quan trọng các bạn nhé. Uh, phòng ngủ thì giúp cho chúng ta thứ nhất là giữ được sức khỏe Vì chúng ta làm việc uh, 18 tiếng hay là 8 tiếng hay là 12 tiếng hay là 10 tiếng hay là thậm chí chỉ là 4 tiếng Nhưng mà cái phòng ngủ vẫn là cái phòng để các bạn về để nghỉ ngơi đúng không ạ à? Có các bạn nào công nhận với mình là mình không cần ngủ không <laughs> Không có bạn nào là bạn không cần ngủ hết đúng không Vậy thì các bạn hãy xem hết cái nai ngày hôm nay của Trang để các bạn có thể tìm ra cho mình những cái điểm quan sát cái phòng ngủ của mình xem mình có đang bị vướng những cái lỗi phong thủy nào không hay là các bạn nhìn rằng là trong cái phong thủy trong cái giường của mình đang kê hay cái phòng của mình đang kê thì cái yếu tố nào là yếu tố giúp cho mình phát triển giúp cho mình có thể hưng vượng giúp cho mình có thể có một sự nghỉ ngơi tốt hoặc là cái yếu tố nào có thể làm cho mình bị hao tài hao tiền hay là bị mất lộc đi hay là mối quan hệ vợ chồng không có được hạnh phúc hay không có được ấm êm như trước nữa bởi vì cái vị trí giường hay những vị trí vật phẩm trong phòng ngủ thì các bạn hãy lắng nghe hết cái này ngày hôm nay chân tin chắc rằng là khi nghe xong các bạn sẽ tự là người thầy phong thủy cho ngôi nhà của mình chắc chắn là điều đó vậy thì trước mắt là để cho chúng ta bắt đầu vào buổi nay được tốt đẹp hơn và được truyền ra được nhiều thông tin với mọi người hơn thì chúng ta hãy cùng đợi một thêm một vài giây để cho các bạn khác người ta cùng vô các bạn ha Đấy, có rất là nhiều À, các bạn à, rất là muốn biết về cái chủ đề này Vì à, Trang nhận được rất là nhiều phản hồi từ kênh youtube của Trang và trong cái nhóm à, phong thủy thực chiến trong Zalo Thì các bạn đều, đều nói rằng là mình không biết những cái yếu tố nào là yếu tố phạm Tại vì mình đâu có phải là thầy đâu Để mà mình tự biết được cái yếu tố trong cái phòng ngủ của mình hay trong cái nhà của mình nó bị phạm cái gì đúng không các bạn Thì à, rất là nhiều bạn hỏi mình như vậy và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để mà chia sẻ cho các bạn vậy thì những cái điểm nào là những cái điểm tốt trong cái phòng ngủ của các bạn như những video trước trang đã chia sẻ ha như video trước trang đã chia sẻ nghĩa là sao nghĩa là các bạn đó, các bạn biết được cái vị trí phòng ngủ của các bạn vị trí phòng ngủ của các bạn thì nằm ở vị trí nào và ngoài ra thì Uh, những cái vật phẩm trong nhà các bạn có biết là mình thuộc mệnh gì không vật phẩm nào là vật phẩm bổ trợ cho mệnh của mình vật phẩm nào là vật phẩm kỵ với cái mệnh của mình và những yếu tố kê giường nào là yếu tố được gọi là kỵ trong phong thủy và những yếu tố nào là yếu tố nộc trong phong thủy ha thì đó là những cái yếu tố mà trang đã từng chia sẻ ở cái nai trước và những cái uh, video trong kênh youtube của trang thì ngày hôm nay trang cũng nhắc lại với các bạn cái yếu tố mà giúp cho các bạn hưng vượng ở một trong cái phòng ngủ trong một cái gia đình thì phòng ngủ nó thuộc về năng lượng địa năng lượng địa là năng lượng của ngôi nhà các bạn ạ khi mà chúng ta muốn chuyển đổi cái vận mệnh của chúng ta chúng ta muốn hiểu được cái vận mệnh của chúng ta đến với cuộc sống này á thì chúng ta phải biết rằng là cái năng lượng địa nó gắn kết bởi những năng lượng nào thì tổng nghiệp của một người được hình thành bởi năng lượng thiên năng lượng địa và năng lượng nhân các bạn năng lượng nhân là năng lượng của con người bản thân của chúng ta năng lượng địa là năng lượng của ngôi nhà nơi chúng ta cư trú từ hai giờ đồng hồ trở nên và năng lượng thiên là năng lượng các đứng ở cõi ánh sáng hoặc là những đấng tâm linh hoặc là những cái uh, đứng tín ngưỡng nào mà các bạn các bạn theo ở đây trang không có đề tập đến tâm linh đâm ra là trang không có nói sâu thì tín ngưỡng của các bạn thì ví dụ như là trang trang theo phật thì trang tín ngưỡng phật trang cầu ông phật trồng cầu đức phật đúng không còn các bạn theo chúa giêsu hay là đức chúa đức chúa tin lành hay là mẹ maria hay là thượng đế hay là ông trời đấy là tùy vào mỗi người thì đó được gọi là năng lượng thiên các bạn ha thì một một cái con người mà chúng ta tổng nghiệp chúng ta được hưng vượng là chúng ta có cái sự đồng nhất cái sự uh, phối hợp hài hòa giữa thiên địa nhân là như vậy. Năng lượng nhân là chúng ta sẽ tự tu tập ở cái bản thân chúng ta, chúng ta làm thiện, chúng ta tích phước, chúng ta tích đức, chúng ta không làm ác, chúng ta bổ sung những cái kiến thức trí tuệ cũng như là tâm đức của mình. Năng lượng địa là năng lượng của một ngôi nhà. Thì làm sao để cái ngôi nhà đó nó có cái năng lượng tốt thì những yếu tố như là bàn thờ, phòng ngủ phòng khách phòng bàn làm việc và phòng bếp nó là những yếu tố rất là quan trọng trong cái năng lượng của ngôi nhà đó vậy thì ngày hôm nay mình sẽ đi sâu vào năng lượng của phòng ngủ vậy thì yếu tố phòng ngủ nào được coi là kỵ với một gia chủ ở đây không có nói chung uh, ở đây trang không có nói riêng cho một cái tuổi nào cả, ví dụ như là không có nói riêng cho một tuổi 84 hay 23 85 mà trang cũng không nói riêng cho một mệnh nào cả, không có nói riêng cho mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thổ, mệnh thủy, mệnh hỏa mà trang sẽ nói chung cho tất cả mọi người tại vì những cái yếu tố sau đây trang sắp nói nó sẽ bao hàm và nó sẽ áp dụng cho tất cả các uh, chúng ta trong bố trí phòng ngủ thì những cái điểm kỵ sau đây là các bạn nên lưu ý ha. Trang nghĩ rằng là nếu như mà các bạn nào mà mới đến với kênh của mình Với đến với like của mình Thì các bạn hãy nhấn vào theo dõi Tại vì là mình sẽ like thường xuyên để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế Đây là hoàn toàn những kinh nghiệm thực tế của mình Khi mình áp dụng các bạn ha Thì cái điểm đầu tiên trong cái việc kỵ của phòng ngủ ấy, Thì các bạn là Một là các bạn có thể nhớ, hai là các bạn có thể xem like này lại Ba là các bạn có thể ghi vào Trang nghĩ rằng là nếu mà ghi vào thì chúng ta sẽ rất là nhớ ờ, Cái điểm đầu tiên là gì Phòng, cái phòng ngủ của các bạn Cửa phòng ngủ và cửa phòng ngủ và cửa bếp không được đối xung với nhau, cái điều đó là điều đầu tiên. Nếu như cửa bếp và cửa phòng ngủ đối xung với nhau thì năng lượng bếp là năng lượng của hỏa rất là nóng các bạn. Khi đối xung với năng lượng phòng ngủ của chúng ta thì nó sẽ làm cho cái phòng ngủ, cái người ngủ trong phòng ngủ đó sẽ uh, tinh thần á, uh, tinh thần sẽ bức bối, tính thành tính cách sẽ còn nóng nảy hơn hoặc là uh, vợ chồng sẽ không có hòa thuận các bạn ha. Đó là điểm đầu tiên trong cái yếu tố kỵ của cái phòng ngủ cái kỵ thứ hai là các bạn nhớ rằng là các bạn không có để cái cửa của phòng ngủ đối xung với cửa toilet hoặc là giường đối xung với cửa toilet nghĩa là sao đối xung là sao nghĩa là một trục thẳng đấy các bạn các bạn hình dung không một trục thẳng đấy nghĩa là đây là cái cái cửa phòng ngủ này thì đây là cái, cái, toilet trục thẳng vào luôn hoặc ở đây là cái giường thì cái toilet trục thẳng vào luôn thì cái khí trong toilet là khí âm và cái khí khí tạp thông thường toilet thì mang vị mang cái khí âm và nó nó mất vệ sinh nữa thì cái khí âm nó nhiều nó làm cho cái năng lượng của con người ở trong cái phòng đó hoặc ngủ trên cái giường đó nó bị hạ xuống mất cái năng lượng dương đi năng lượng dương là năng lượng tích cực năng lượng của cái sự may mắn năng lượng âm là là cái năng lượng ngược lại các bạn thì nó sẽ làm cho cái người đó dễ bị bệnh dễ bị bệnh những cái bệnh về hàn về lạnh uh, tay lạnh chân hay vì cơ xương à, hoặc là những cái về năng lượng về phần âm nó sẽ thế nhập sẽ du nhập vô cái năng lượng của của nhân của cơ thể thì đó là cái yếu tố thứ hai trong cái việc phòng kỵ với cái phòng ngủ cái yếu tố kỵ thứ ba mà trang muốn chia sẻ ở đây với các bạn đó là gì các bạn quan sát xem cái phòng ngủ của nhà mình á các bạn quan sát xem cái phòng ngủ hiện tại của nhà mình ấy. nó có nằm ở trên cái trần thạch cao mà nó bị chìa ra hay không nhưng thông thường bây giờ chúng ta hay làm nhà chúng ta làm trần thạch cao không giống như ngày xưa ngày xưa là chúng ta làm phẳng một cái mặt trần thôi nhưng bây giờ trần thạch cao thì rất nhiều lớp rất nhiều tầng rất nhiều cấp để làm gì để mang cái thẩm mỹ đúng không mang cái thẩm mỹ đẹp nhưng mà trong phong thủy thì những cái đó là những cái mà nó lại kỵ cho cái việc mà các bạn nằm ngủ dưới đó thứ nhất là cái trần thạch cao đó nó cao và nó nó có phần nhô ra thì mình, khi mình nằm ngủ dưới đó thì thứ nhất là tinh thần mình bất an mình không có mình không có cảm thấy nó thoải mái mà mình luôn có sự đè nén và áp lực cái thứ hai là cũng không có treo trong cái phần kỵ này phần thứ ba này thì mình cũng không có treo bất kỳ một cái vật gì hay bức tranh hay bất kỳ một cái gì nhất là nhiều nhà thì trang thấy rằng là hay treo ảnh cưới ngay ở trên cái đầu giường thì càng là không không nên ha các bạn ha nên mà nhà nào mà đang có cái đó thì các bạn à, hãy hạ phải phá xuống ha hãy bỏ xuống tại vì khi mà chúng ta để như vậy thì cái 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 trong cái tư duy của chúng ta chúng ta ngày nào chúng ta cũng nhìn đến nó và chúng ta hình dung một cái sự là một ngày nào nó sẽ rơi rơi vậy thì đến năm xuôi tháng hạn nó sẽ rơi đó các bạn À, chắc chắn là cái điều đó thì trước khi đến cái năm suối đáng hạn thì các bạn hãy làm những cái điều đó hãy xuống đi à, các bạn đang có những cái gì ở trong đầu giường cái uh, bức tranh hay là ảnh cưới thì các bạn hạ xuống hoặc là giường của các bạn đang ở trong cái uh, trần thạch cao đó là cái điểm kỵ thứ ba trong cái việc mà chúng ta kê cái giường của chúng ta cái thứ tư á cái thứ tư là giường kê đối xung với cửa ra vào nghĩa là sao nghĩa là các bạn mở cái cánh cửa phòng ra các bạn mở cái cánh cửa ra là các bạn đã nhìn thấy ngay cái cái giường của các bạn rồi và nhìn thấy nằm rồi và cái đầu giường hướng ra hẳn ra ngoài rồi vậy thì khi mà các bạn đến với cái các bạn đến với cái phòng ngủ mà nó bị như vậy á, thì các bạn hãy hãy để ý xem mà nhà mình có bị hay không nhá đó thì nát nữa trang sẽ sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách hóa giải ha trang sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách hóa giải và cái điều thứ năm trong cái việc mà kỵ trong phòng ngủ á, đó là À, những cái vật phẩm trong phòng ngủ thuộc về vật phẩm của kỵ với cái tuổi của cái chủ nhân. À, các bạn nhớ nhá, chủ nhân tuổi gì thì sử dụng vật phẩm phù hợp với mệnh, bản mệnh của người đó và sử dụng vật vật phẩm tương sinh. Các bạn nhớ là vật phẩm tương sinh thì nó sẽ tốt cho cái năng lượng của cái người trong đó, tốt cho cái gia đạo trong đó thì nó sẽ tốt hơn. Và ngoài ra nếu như các bạn sử dụng những vật phẩm kỵ thì năng lượng của các bạn sẽ bị mất đi và tiêu giảm đi rất là nhiều và nó sẽ không tốt, ha, không tốt thì đó là cái đó là cái điểm thứ năm năm trong năm cái điểm kỵ của cái phòng uh, trong năm cái điểm kỵ của cái uh, bố trí phòng ngủ năm uh, cái điểm kỵ của bố trí phòng ngủ thì các bạn hãy lưu ý và các bạn quan sát uh, xem là cái phòng ngủ của chúng ta cái phòng ngủ của các bạn hiện tại có bị mắc những cái điều đó không những cái nỗi đó không nội thứ nhất là đối xung với cửa của bếp uh, đối xung với cửa thợ bếp cái thứ cái thứ hai là đối xung với cửa toan ép cái thứ ba là uh, nằm trên cái uh, cái trần thạch cao hoặc là cái vật đè nén, đó, Vật đè nén. Uh, đó là cái cái thứ tư là cửa đối xung với cửa, đội uh, giường đối xung với cửa, uh, giường đối xung với cửa. Và cái thứ năm là cái mà trang mới cũng mới nhắc ở cái phần thứ hai đó là các bạn hãy để ý là cái cái uh, giường có đối xung với cửa toilet hay không thì đó là cái mà trang lưu ý với các bạn nha nếu như mà các bạn nào mà đang về mà coi ở cái giường nhà mình xem là có những cái vật đó hay không tại vì trang tin chắc rằng là những cái điều mà nó đã trải qua nó đang đưa đến cho chúng ta nó đều có một cái nguyên nhân nếu như các bạn mà cảm thấy là thứ nhất là gia đạo đang nục đục hoặc là vợ chồng đang không có tiếng nói chung đang không có hạnh phúc hoặc là con cái không có nghe lời hoặc là gia đình nó không được được đầm ấm như ngày xưa nó đã đang nguội lạnh hoặc là mình cảm thấy trong người mình rất là ấm ức rất là rất là bực dọc và rất là cảm thấy không có sự may mắn đến trong cái công việc cũng như cuộc sống của mình thì các bạn hãy về quan sát cái phòng ngủ của các bạn các bạn nghe kỹ năm cái yếu tố mà trang mới nói quan sát xem là năm yếu tố đó mình có bị mắc không nếu mình mắc thì đây là cái cách hóa giải cho các bạn các bạn hãy lắng nghe hết cái này này chắc chắn là trang sẽ hóa giải được cho các bạn thì khi mà các bạn À, khi mà các bạn phát hiện ra những một trong những cái điểm mà gia đình mình có giường mình có thì cái điều đầu tiên á, là cái điều đầu tiên là các bạn hãy dọn dẹp phòng của mình à, đầu tiên là dọn dẹp phòng mở tung những cánh cửa ra à, mở tung những cánh cửa sổ ra để các bạn có thể tiếp cái năng lượng và hoán đổi cái năng lượng cũ và năng lượng mới ha? năng lượng của mặt trời nó sẽ làm cho cái đổi hoán đổi cái khí trong cái uh, phòng của các bạn đó là cái cái điều đầu tiên mà trong khuyên các bạn nếu như những vật phẩm trong phòng ngủ Nó quá cũ hoặc là quá lâu Mà các bạn không có xài tới Hoặc là những cái vật phẩm đó là những cái vật phẩm mà Kỷ niệm hay của người cũ Hay của ai đó Đã từng để lại hay của cha ông mình Mà nhớ mà ông bà đã đi rồi Nhưng chúng ta vẫn còn thương tuyết chúng ta để lại Và chúng ta cất trong cái phòng tủ của chúng ta Thì các bạn cũng làm ơn hãy bỏ đi ha Hãy bỏ đi, bỏ ra khỏi cái phòng ngủ của chúng ta Còn những cái like sau Thì Trang sẽ hướng dẫn cái cách các bạn Hóa giải những cái vật phẩm cũ như thế nào ngày hôm nay thì trang không sẽ không nhắc tới cái phần đó, trang chỉ nhắc đến cái phần phòng ngủ thôi. Vậy thì đó là cái yếu tố đầu tiên là thay cái không khí, phá cái không khí cũ trong cái phòng ngủ của các bạn đi. Và cái thứ hai thì là loại bỏ vật phẩm cũ, giống như là kiểu chúng ta dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ. Và cái thứ ba quan sát cái uh, cái cánh cửa. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cách hóa giải cho cái việc trường hợp thứ nhất là cửa phòng và cửa bếp đối xung với nhau. Uh, hoặc là, là giường đối xung với bếp. Đó, thì cái cách đầu tiên là thứ nhất, một là các bạn cê giường ra khỏi cái vị trí đó không để đối xung. Hoặc là các bạn dùng rèm hay cửa để che ngăn cái hai cái luồng khí từ bếp và phòng ngủ lại với nhau. Đó là cái cách hóa giải đầu tiên để hạn chế cái việc mà chúng ta nhận cái khí hỏa từ bên bếp vào phòng của chúng ta. Và cái trường hợp thứ hai với cái việc mà chúng ta cửa của chúng ta mà cửa toilet cửa nhà vệ sinh đối xung với cửa phòng ngủ thì chúng ta cũng làm như vậy các bạn hãy hạn thứ nhất là toilet phải luôn luôn sạch sẽ thứ hai toilet có cánh cửa khi các bạn ra vào các bạn đóng cánh cửa lại và phòng ngủ cũng vậy các bạn hạn chế để nó đối xung với nhau còn nếu mà giường mà đối xung với toilet thì bây giờ chúng ta thì hay tiện đấy ngày xưa thì các cụ hay kê giường ra ngoài ở vòng một phòng riêng rồi toilet chúng ta được tách riêng ra ngoài khỏi khu ở nhưng bây giờ thì thứ nhất là đất chật người đông thứ hai là ai cũng muốn hiện đại mà tận dụng đúng không thì hầu như nhà nào cũng hầu như nhà nào cũng uh, toilet ở trong phòng hết nên là cái việc mà chúng ta không tránh được cái việc mà chúng ta bị phạm về phong thủy vậy thì nếu như mà bạn đang ở trong một cái phòng mà có toilet đối xung với giường thì các bạn lấy một cái phần rèm để che, làm cái vết rèm để chắn cái phần cửa đối xung đó, hoặc là di chuyển giường đó lệch ra không để đối xung và nhất là đầu, phần đầu ngủ không được đối xung với cái cửa của toilet. Đó là cái trường hợp hóa giải thứ hai và một cái trường uh, mà một cái trường hợp thứ ba nữa là với cái việc mà trần thạch cao thì bây giờ chúng ta không thể phá nhà đi được đúng không các bạn? Nếu như nỡ đi, nỡ đi mà cái trần thạch cao nhà mình đã làm 3 cấp, 2 cấp rồi để cho nó đẹp rồi. Thậm chí Trang đã từng tới nhiều nhà khách hàng thì Trang thấy là có một số các anh chị làm thì dạng như là kiểu như là trần của trần của cái phòng hát karaoke -okay các bạn nó rất là nhiều tầng luôn nó rất là nhiều tầng và rồi là mình ngủ dưới đó rồi cứ bảo sao là suốt ngày thấy bóng đè suốt ngày thấy ngủ mê ngủ mộng ngủ mị rồi đêm hôm mình la hối um tùm lên thì cái đó là cái cái mà nhìn ra rất là nhiều trong cái trường hợp thực tế luôn Vậy thì nếu như mà các bạn đang gặp cái trường hợp đó thì cách hóa giải là các bạn hãy xê giường ra khỏi cái vị trí đó chứ chúng ta không thể đập nhà được trang không khuyên các bạn đập nhà ha thì các bạn hãy xê giường các bạn ra khỏi cái vị trí đó và giường ra khỏi cái cái phần mà bị đè lén vào như vậy để cho chúng ta có một cái cái giấc ngủ nó thoải mái và giấc ngủ nó êm hơn tránh trường hợp mộng mị và tránh trường hợp bị phần âm nó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu và rất là nhiều người nhiều người phụ nữ rất hay bị tức ngực hay là rất là khó chịu với cái việc mà uh, ngủ dưới những phòng ngủ như vậy thì đó là cái cách thứ ba để các bạn hóa giải cái phòng ngủ của các bạn và cách thứ tư với cái thứ cái trường hợp thứ tư là với trường hợp mà uh, các bạn bị với cái những cái vật phẩm kỵ á những cái vật phẩm kỵ thì các bạn cũng vậy ha những cái vật phẩm kỵ trong phòng ngủ của các bạn hoặc những cái đồ vật cũ thì cũng tương tự những vật phẩm kỵ ví dụ như là ví dụ như là trang là mệnh kim thì những cái vật phẩm tương sinh cho trang ví dụ ga giường hay là gối thì nó thể màu tương màu của mệnh kim hoặc màu tương sinh ví dụ như là màu kim là màu trắng màu kim là màu ánh bạc màu kim là màu những cái màu màu ánh kim màu uh, màu phớt phớt hồng pha trắng ấy, nó là bây giờ thì nó rất là nhiều màu nhưng mình nói mình sẽ nói cụ thể hơn là cái màu trắng này cho các bạn dễ hiểu màu của kim cương màu của bạc đó thì là của mệnh kim còn nếu như là cái màu của mệnh tương sinh ra kim thì là thổ sinh kim các bạn ha thổ sinh kim thì những màu của thổ là gì màu nâu đất màu vàng màu vàng cam màu vàng chanh màu vàng tươi đó thì đó là những cái màu tương sinh thì nếu như các bạn đang có những cái màu tương sinh đó thì chúc mừng các bạn còn nếu như mà ví dụ như là bạn nào cũng đang ví dụ đây là trang đang trường hợp ví dụ mệnh kim như các bạn hiểu nhá nếu như mà các bạn uh, mà sử dụng những vật hồng kỵ ví dụ trang là kim mà trang sử dụng như là màu xanh lá cây trang sử dụng như là màu đỏ trong cái phòng ngủ thì nó sẽ làm cho cái năng lượng của mình nó nó bị đốt cháy lên và nó phần kỵ thì nó sẽ làm cho mình không có ổn định đó là cái phần là như vậy thì uh, tương tự với những cái năng lượng của những cái mệnh khác thì trang đã có từng cái video cho từng cái mệnh ở trong cái kênh youtube của trang uh, phong thủy thực chiến mentor đỗ thể tư trang thì các bạn có thể lên đó để các bạn tìm ra những cái mệnh của mình là một tìm ra những cái màu tương sinh vật phẩm tương sinh với mình cũng như là màu bản mệnh và vật phẩm bản mệnh của mình để các bạn có thể kiếm ra được cái những cái vật phẩm tương sinh cho cái phòng ngủ các bạn để các bạn nắp uh, ráp vô hoặc là các bạn sử dụng đơn giản chỉ là một cái thảm để chân thôi các bạn nếu như nó sai màu nó cũng sẽ làm cho các bạn rất là bức bối một cái gối nó sai màu nó cũng làm cho các bạn rất là bức gối chúng ta cứ hình dung đi chúng ta sử dụng uh, chúng ta đang đang đốt một cái thau một cái chậu than đi rất là lâu rất là 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 kỳ công để chúng ta nướng được một củ khoai tự nhiên ùng một phát đứa con mình nó bê một cái thau nước nó tạt vô thì các bạn hình dung các bạn nghĩ sao đó là cái sự kỵ nhau đó mệnh thủy và mệnh hỏa nó làm tắt luôn cái thau của mình đúng không thì nó dập tắt những cái năng lượng đó thì nó, mình trang nói như vậy để làm gì trang nói như vậy để cho các bạn hình dung mà các bạn dễ hiểu dễ hiểu không tránh trường hợp là mình lại nói theo kiểu văn hoa ở đây là mình chia sẻ những cái cái thực tế mình đã áp dụng cho bản thân có hiệu quả và mình áp dụng cho khách hàng của mình có hiệu quả nên là mình chia sẻ với các bạn nếu như các bạn thực sự mà quan tâm đến cái phong thủy thì các bạn hãy hãy làm hãy chỉnh sửa chắc chắn là cái năng lượng trong bản thân và cũng như là cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi một phần nào đó tại vì năng lượng địa của của cái căn phòng thì nó chỉ là một phần thôi nó còn rất là nhiều trong cái căn nhà của các bạn nữa còn có phòng thờ còn có phòng khách còn có bàn làm việc còn có nhà vệ sinh cùng với cửa chính cửa phụ thì đó là những cái phần đó thì uh, những cái like sau trang sẽ nhắc đến từng phần cho các bạn để giải quyết hết những cái phần của năng lượng địa trong trong uh, cái tổng nghiệp của các bạn và trang cũng có một kênh về để mà tăng cái năng lượng nhân của các bạn đó là kênh đối thị tư trang official các bạn ha thì ở trong đó thì trang sẽ hướng dẫn các bạn về tâm linh cũng như là ở về luật hấp dẫn áp dụng thiền để nâng cao năng lượng để tăng cái năng lượng nhân của các bạn lên để các bạn có khả năng kết nối với địa và thiên tốt hơn thì các bạn nếu như các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể theo dõi ha thì đó là cái mà mà mình chia sẻ và cái phần cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là với cái phần hóa giả đó nữa là khi mà các bạn uh, khi mà các bạn treo cái bức ảnh hay là bức tranh ở trên đầu giường thì các bạn hãy hạ xuống các bạn ha các hạ xuống và một cái điểm đặc biệt nữa mà trang muốn nhắc tới ở đây lẽ ta trang định làm một cái video khác nhưng mà có thể là uh, ngày hôm nay thì các bạn đang xem like của trang uh, có duyên các bạn rất là có duyên uh, đó thì trang uh, sẽ tặng các bạn cái phần này luôn nếu như mà các bạn ở trong phòng ngủ của các bạn đang có gương gương đối với uh, cửa đối với phòng ngủ ha cửa của toilet hay là gương của cửa tủ của chúng ta hoặc là tivi của các bạn tivi cũng được tính là gương các bạn ha đang ở trong phòng ngủ và chiếu thẳng vào cái chỗ các bạn ngủ thì thứ nhất là các bạn một là các bạn bỏ nó đi hoặc các bạn lật mặt nó sang chỗ khác để tránh trường hợp chiếu thẳng vào trong giường có thể chiếu vào góc khác nhưng không được chiếu xung trực tiếp vào cái giường ngủ thứ hai là các bạn có thể dán che nó lại thứ ba là với cái những cái tivi thì các bạn có thể là lấy khăn để phủ nó lại khi mình ngủ và một điều nữa mà trang cũng muốn chia sẻ đó là khi mà các bạn ngủ trong phòng ngủ các bạn uh, hoặc là dự kê giường ở dưới cái phần một cái phần nào đó của cái cửa sổ thì khi ngủ các bạn cũng kéo rèm nó lại và che nó lại để tránh cái trường hợp mà gió và khí trời khí thiên ở bên ngoài vào đêm nó sẽ làm cho cái năng lượng của mình nó không được ổn định và sức khỏe của mình không được tốt thì uh, đó là cái chia sẻ của mình ngày hôm nay rất là hy vọng rằng là những cái Ờ, điều mà trang nói ra những cái chia sẻ thực tế mà trang nói ra sẽ giúp được các bạn, ha, để giúp được các bạn để các bạn có thể cải thiện được cái uh, vận mệnh của mình cũng như là cái uh, cuộc sống của mình hiện tại giúp cho gia đạo của các bạn hưng vượng hơn, giúp cho tình cảm vợ chồng các bạn hạnh phúc hơn, giúp cho những cái tài lộc đến với các bạn tuyệt vời hơn và nhất là giúp cho sức khỏe của các bạn có ổn định và uh, tăng trưởng hơn. Đó là cái điều mà trong video ngày hôm nay trang muốn chia sẻ với các bạn uh, một lần nữa cảm ơn các bạn rất rất là nhiều ha. Nếu như bạn nào mà là người mới chưa có biết đến Trang thì hãy tìm vào kênh phong thủy của Trang Mentor Đỗ Thị Tư Trang để các bạn nhấn vào phần quả chuông Subscribe kênh của mình để các bạn có nhận được những video mới nhất cũng như là những cái buổi like mới nhất của mình như thế này Và chia sẻ like này nếu như các bạn cảm thấy là cái video này có giá trị Những cái thông tin ngày hôm nay Trang chia sẻ có giá trị Thì các bạn hãy comment ở dưới, comment ở dưới cái phần bình luận để cho Trang biết rằng là những cái điều mình chia sẻ có giá trị mang lại giá trị các bạn hay không hay các bạn đã áp dụng nó và các bạn đạt được điều gì trong cuộc sống của các bạn và không đạt được điều gì trong cuộc sống như các bạn mong ước thì các bạn cũng có thể nhắn ở dưới mình sẽ là người tương tác và cùng các bạn hỗ trợ các bạn để các bạn tiếp tục đến với phong thủy và giúp cho các bạn chuyển đổi cái vận mệnh của mình và đó là cái chia sẻ ngày hôm nay cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những buổi live sau